Ok. Bắt đầu ha. Chào các bạn đã quay trở lại channel ICB Land. Hôm nay mình sẽ làm một cái video bán căn hộ 76 mét vuông tại khu Sunrise Central. Đây chúng ta đang nhìn đây là căn hộ 76 mét vuông, nhìn nhà rất là mà còn rất là mới, rất là đẹp các anh chị. Đây là phòng khách, chúng ta bắt đầu di chuyển ra mô hình từ bên ngoài, chúng ta di chuyển vào nhà cho nó thay đúng hình tự ha. Chúng ta bấm vào cái khối bên tay trái màn hình nè, rồi chúng ta đi di chuyển nhanh đó. Đây là mặt cắt tổng thể căn hộ nè anh chị, để mình coi mình dễ hình dung hết ra một nè. Đây là cái phòng ngủ, đây là vô là phòng khách nè, khu phòng khách nè, phòng ngủ nè, số 1 nè, ngủ số 2 này, có hai phòng ngủ đó, có hai phòng ngủ à, phòng khách, phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 đó, dễ hình dung chưa? Rồi đó là cái mô hình 3D ấy. Cái mình có thể xoay xây tròn, mình xây lên, xây nghiêng gì đó, xây nghiêng, xây dọc gì đó, mình xây, mình coi rất là mình xây. Rồi mình muốn vô nhanh khu vực thang máy để mình di chuyển vô, mình bấm vô cái chỗ thang máy nè. Bấm vô đây rồi mình di chuyển, rồi mình nhìn chuột, mình xoay chuột nè. Xoay về cái hướng này để mình đi di chuyển vào cái căn hộ. Không. Cái căn hộ này á, nằm ở tầng 18. Rồi chúng ta bấm vô cái điểm sáng tiếp theo, đó. Rồi là cái lối vào cửa. Cái hướng cửa này á, là cái hướng nhìn về hướng hướng cửa là hướng chính đó. Đứng từ trong nhìn ra là hướng tây, là hướng cửa tây, là cái view, là view nhìn về Lotte Mart, là hồ bơi á, là view đông, là anh chị ha, view hướng đông ha. Chúng ta di chuyển điểm khác tiếp theo, chúng ta di chuyển vào cái hồ. Rồi di chuyển vào cái hồ đó, di chuyển vào ha. Cứ nhấn điểm sáng tiếp theo, chúng ta di chuyển. Đây là cái khu vực này, vừa vào đây là cái chỗ mà để giày dép, người ta bố trí là mấy cái bức tranh với lại mấy cái lọ hoa nào để trong trong nhà, nhìn đi có tính nghệ thuật, nhìn rất là đẹp. Cái khu này nhìn đẹp, nhà này mới lắm ha. Chúng ta di chuyển vào cái nhà này, diện tích là 76 mét vuông, hướng cửa chính là hướng tây, hướng ban công là hướng đông. Khu này khu cái tủ đồ để đồ ha. Rồi chúng ta tiến tới một tí nữa. Zoom nhỏ lại, zoom cái chụp nhỏ lại, xoay qua đây. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên, vô bước vô cửa là cái phòng ngủ đầu tiên nè. Xoay qua bên này, nhìn qua bên này là cái toilet. Cái toilet nào ở bên này. Bây giờ chúng ta di chuyển vào toilet ha. Chúng nhấp chuột qua di chuyển vào toilet. Đó. Rồi, tôi zoom chuột để cho nó vừa màn hình. Chúng ta coi nè, đó, toilet. Chúng ta có thể thấy được trong toilet có gì gì gì, chúng ta nhìn thấy được. Chúng ta xem nhà trên cái công nghệ này luôn chứ không cần phải mất thời gian vào việc di chuyển đi xem căn hộ nữa, mà chúng ta xem trực tiếp trên đây luôn. Khi nào chúng ta thấy căn nhà đẹp lắm rồi, Tính ơi, alo Tính ơi, đi xem thực tế thì mình sẽ bố trí thời gian mình đi xem thực tế. Mình sẽ ha. Rồi chúng ta bây giờ di chuyển qua cái phòng kế bên. Cứ bấm chuột vô điểm sáng tiếp theo di chuyển. Chúng ta zoom chuột lại hoặc là kéo hai ngón tay co giãn lại để cho vừa khung hình. Mình xoay cho vừa khung hình đó, là đứng đây ngay góc này là mình nhìn vô cái căn phòng ngủ thứ nhất. Mình nhìn tổng thể căn phòng, nhìn qua bên này mình kéo chụp qua đó, mình di chuyển trong muỗng này thì có nội thất cơ bản vậy thôi, không có gì hết. Mình kích lên chuột để di chuyển qua bên này, mình chỉ nhìn góc nhìn bên này, mình nhìn qua căn hộ. Căn hộ này là thiết kế hai phòng ngủ anh chị, hai phòng ngủ, một phòng khách, một khu bếp, diện tích là 76 mét vuông, giá đang chào bán là 3,8 tỷ, 3 tỷ 8 ha. Cái này là cái cửa sổ tôi để rèm xuống rồi. Bây giờ mình di chuyển ra ngoài nè, di chuyển ra đây, bấm vô điểm sáng tiếp theo di chuyển, rồi mình xoay đây từ góc này, từ ngay chỗ này mình nhìn đây, mình nhìn ta thấy là cái lối đi á, vô cái căn hộ tiếp theo á, phòng tiếp theo á. Chúng ta nhìn nè, đây là phòng khách nè, chúng ta di chuyển tới tí nữa cho nó dễ anh vô. Đây từ đây á, là nhìn là đây là cái phòng khách bố trí rất là hài hòa, màu sắc rất đẹp. Chúng ta xoay qua đây là cái khu vực ăn uống tiếp khách, ăn uống đây, bàn ăn đây, ở đây quầy bếp, khu gian quầy bếp bên này, khu gian quầy bếp bên này, nhà này mới lắm. Chúng ta xoay nè, chúng ta đi vô cái phòng ngủ tiếp theo đi. Phòng ngủ đây là cái phòng khách này, chúng ta xoay lên hay xuống này, xoay lên trần nhà rồi thì chúng ta có thể co giãn, zoom gần lại coi cũng được. Chúng ta zoom lại gần chúng ta coi ha, co giãn zoom gần nhỏ lớn rồi chúng ta coi thoải mái, không có gì hết trơn. Cái view này nhìn về ngay chỗ bên Hoàng Anh Gia Lai á, là view, hướng là view hiệu đông á nha anh chị. Cái khu này 76 mét vuông là nó không có ban công, nhìn view đông nhìn về Lotte Mart á, view đông qua cửa là hướng cửa, là nhìn xoay qua hướng cửa nè.
đứng từ đây nhìn ra cửa là cửa hướng Tây ha, cửa hướng Tây vậy. Rồi chúng ta bắt đầu di chuyển vô cái phòng chính này, di chuyển vô. Các anh chị nhìn dưới đất thấy cái điểm sáng thì chúng ta nhấn vô đó, chúng ta xoay. Đây là cái vừa bước vô cửa là mình sẽ thấy cái phòng nó vậy đó, chỗ này là người ta lắp kính trong suốt. Ở đây từ cái chỗ này là vừa vô là khu này là ngay toilet luôn, thấy cửa nè, để bước vô là toilet nè, đây phòng nè, bước vô toilet luôn nè, để coi toilet nè bố trí thì sao, chúng ta coi zoom lại coi, có kéo qua coi toilet. Căn này có hai phòng ngủ, hai toilet, hai phòng ngủ một toilet chứ, không có hai, hai phòng ngủ một toilet thôi. Rồi hai toilet, có toilet ngồi nữa, hai phòng ngủ hai toilet nha. Rồi hai toilet, hai phòng ngủ hai toilet. Rồi chúng ta coi xung quanh cô trên trần được luôn hết, thoải mái. Có thấm hay không thấm coi trên trần biết liền, không có thấm gì hết. Rồi chúng ta di chuyển cái điểm sáng thì bấm ra ngoài. Rồi ta coi vô phòng ngủ như thế nào ha. Đây đứng ngay ngay tôi ngay cửa bước vào nhìn vô thấy phòng ngủ vậy nè. Chúng tôi nhấn vô đây cái, di chuyển vô đến phòng ngủ. Coi. Đó góc này nhìn phòng ngủ sao, chúng ta coi được hết. Rồi, di chuột qua. Hai phòng ngủ hai toilet 76 m2, giá đang chào bán là full nội thất luôn 3 tỷ 800 triệu. Mà chúng ta di chuyển nó ngồi đây khu vực phòng ăn, khu vực phòng ăn và nó thông. Đây là khu vực tiếp khách xem tivi. Rồi đây chúng ta để chụp cái đây á, là cái mục này là mục của công ty quảng cáo ICB lên chuyên môi giới mua bán cho thuê căn hộ nhà đất biệt thự dịch vụ dựng phối cảnh 3D thực tế ảo VR. Rồi đây là cái đường link web của mình ở dưới này luôn, truy cập vô web mình đó. Giờ chúng ta di chuyển tới ở đến góc độ này nhìn xuống là lót tai mắt anh chị nè, thấy không, lót tai mắt à. Nó di chuyển tới tí nữa nó nhìn thấy lót tai mắt đó. Tôi mà đặt cái máy quay ở đây nè thấy luôn rồi, tên máy quay lót mắt luôn. Do cái này mình không có chụp view 360, đúng ra mà chụp view 360 mình gắn vô đây là mình bấm vô đây mình thấy luôn 360 luôn, mình quên đó. Làm việc nhiều quá mình quên đó. Ghế số 3, bộ ghế số 3 người ta làm nè, có thể mình coi giãn lên xuống mình coi góc nào cũng được, mình cứ rê chuột mình coi. Đây là mình coi tổng thể bên bên ngoài ha, mình coi ra nhìn ra bên ngoài khu vực mà ăn uống này ha. Đó mình nhìn rồi, ok mình bấm đi, mình di chuyển vô điểm sáng lại, di chuyển lại hướng qua. Bây giờ ta di chuyển qua cái khu vực bếp. Đúng rồi, coi nhà như vậy nó đỡ mất thời gian nhiều luôn á, không có mất thời gian vô cái việc mà di chuyển qua các tòa nhà này tòa nhà kia rồi mệt lắm. Đứng ở góc này mình nhìn nè, đứng góc này mình nhìn này, cái phòng khách nè, lối đi vô cái toilet với lại cái phòng bên này, còn cái phòng bên này sau này nữa đó. Đón tay di chuyển qua, di chuyển từ từ, di chuyển nhẹ thôi đó. Chúng ta thấy được cái cuộc này là cái nồi nướng lò vi sóng người ta đặt ở đây, hiệu Sanyo nè đó, đặt ở đây. Rồi chúng ta coi lại khu vực bếp, bố trí khu vực bếp đứng áp tường sát vô đây. Xài ga như thế nào, coi lò ga không, bếp là tông màu trắng. Rồi chúng ta di chuyển ra đây, chúng bấm điểm sáng tiếp theo nè, di chuyển qua đây để coi cái tổng thể của khu bếp như thế nào. Chúng ta có thể zoom lại gần luôn, zoom gần xa chúng ta coi tổng thể của bếp mà lên xuống nhìn lên trên trần bếp như thế nào nào, coi thấy rõ hết. Nói chung là cái này coi nhà nó sướng hơn đi thực tế. Thực tế mình đi xong là mình quên cái căn, mình không hình dung được căn nhà nó như thế nào á. Khi mà khách thích căn này rồi mình nói luôn tới nơi gửi lại căn đó cho mình coi á, mình sẽ gửi lại. Mình coi trên trần luôn, coi lên trên trần gắn cục nóng ở đâu mình biết hết. Nhà được có 3 cục nóng không, coi nhà vậy thì còn quá ok, còn gì nữa, khỏi cần mất thời gian nhiều. Ví dụ như alo tính có nhu cầu chứ anh chị cứ gửi cho tính, alo tính cần mua căn hộ 3 phòng ngủ hay 2 phòng ngủ gửi cho tính, tính sẽ gửi cho mình một cái danh sách, một cái đường link về mình có trải nghiệm mình coi luôn, mình coi trên đài thực tế mình coi ok rồi mình gọi cho tính hẹn lịch là đi xem nhà thực tế như thế nào, mình sẽ hẹn báo cho chủ nhà tiếng là mấy giờ đến xem được, mình sẽ tới mình xem thực tế. Rồi chỉ có việc còn lại là mình xuống tiền mình cọc thôi chứ không có gì hết trơn. Coi trên này, ở trên này nó không có tẩy xóa hay ghép gì hết trơn. Bây giờ mình chụp 360 độ là mình chụp sao mình up lên vậy. Anh chị xem cái video này, phía dưới cái video này có cái đường link view 360 độ mà thực tế ảo, và một cái link nữa là một link bằng hình ảnh. Nếu anh chị mà không quen coi trên cái môi trường nền tảng này được á thì anh chị có thể coi trên môi trường hình ảnh view 360. Mình để hai cái đường link, một đường link là bằng công nghệ thực tế ảo VR trải nghiệm di chuyển được trong hình, một cái đường link là bằng hình xoay góc 360 ha. Anh chị coi cái nào cũng được hết, là hình ảnh thực tế
có sao mình đăng dạy bốt dạy chứ không có chỉnh sửa gì hết. Sau này công ty mình hướng đến là tất cả hình ảnh video mà khách hàng gửi mình đều chụp hình nguyên hiện trạng, có sao là hình ảnh nhà cửa như thế nào là nó nguyên hiện trạng như vậy, up lên đều như vậy hết chứ không có tẩy xóa hay thêm bớt gì hết. Chị có thể coi được 360 độ, có thể coi được góc nào cũng tùy thích ha. À, mình nhắc lại lần nữa là cái căn hộ này là diện tích là 76 m2, hướng cửa là hướng cửa tây, hướng cửa tây, hướng view nhìn ban công là hướng đông, giá đang chào bán là 3,8 tỷ, 3 tỷ 8 full nội thất. Anh chị nếu có nhu cầu thì cứ liên lạc qua tính qua số điện thoại 0983383509, hoặc là ở dưới đường link cái video này có đường link và số điện thoại, có website của tính luôn. Anh chị có cần thì cứ gọi cho tính ha, để xác lập cái cuộc hẹn để đi gặp chủ nhà đi xem căn hộ này ha. Ok, mình xin dừng cái video này ở đây. Bye bye, xin chào mọi người. Nếu mọi người cảm thấy mà hay, cho mình một like và một share, cũng như là nhớ là bấm hình chuông bên phải, bấm đăng ký kênh đó, để ủng hộ cho mình có tinh thần mình làm những cái video tiếp theo ha. Xin chào, bye bye, hẹn gặp mọi người những cái video tiếp theo ạ. À.